đầu buổi seminar ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với phần trình bày của bác sĩ Trương Hữu Khanh với bài nói về tiếp cận bệnh nhi có triệu chứng sốt trong thực hành y học gia đình. Xin kính mời thầy ạ. Tôi chỉ chia sẻ với anh chị cái vấn đề sốt nha, và hy vọng là sẽ với kinh nghiệm mấy cái chiêu tà đạo của tôi đó, thì tôi sẽ chỉ với mấy anh chị khi mấy anh chị thực hành thôi, chỉ làm sao cái chiêu nào mà mình ra giang hồ mình không bị người ta bắn vốn. Tại bệnh con nít là hay bị bắn vốn lắm. Có thể nói sốt là một cái vấn đề mà con nít nó được ẩm đi khám, nhưng mà theo tôi á, nít mà nó tới phòng mạch á, chứ còn tới bệnh viện là nó nặng nó mới tới, hay là người nhà nó sao nó mới tới, chứ còn đa số nó cũng tiếp cận với bác sĩ thôi. Còn nít mà khi nó tiếp cận với bác sĩ ở ngoài á, là nó không phải đi khám bệnh đâu, mà nó đi mua sự an tâm. Anh chị thử ngồi suy nghĩ đi. Người ta đi khám bệnh phòng mạch là người ta đi mua sự an tâm, đặc biệt là con nít, chứ không phải người ta đi chữa bệnh. Có nghĩa nhiệm vụ của người bác sĩ ngồi ở cái tiếp cận đầu tiên phải làm sao cho mẹ nó an tâm. Muốn cho mẹ an tâm thì mình phải có đủ cái nội lực, mặt phải hơi già một chút, nếu mà trẻ quá thì mang mắt kiến vô, còn nếu ai muốn để râu thì cứ để râu. Nghĩa làm sao cho người ta nhìn mình người ta an tâm. Thứ hai là mình nói như thế nào đó để người ta an tâm, người ta biết đó là con tôi gặp cái ông bác sĩ này nha, bác sĩ này nói nha, là tôi nghĩ là con tôi nó đang ở cái khoảng an toàn, không cần phải đi đâu hết. Thì theo tôi nghĩ là cái đó là quan trọng nhất á. Tôi cố gắng tôi chỉ cho mấy anh chị vài chiêu đi về làm mạch vậy thôi. Cái thứ hai là sốt, thì đó là một trong những cái than phiền mà gần như là bà mẹ này cũng than. Tuy nhiên sốt thì nhìn như vậy chứ mấy ngày đầu nó sốt mình cũng chả biết là cái gì, đúng không? Cái gì công nhận không? Chả biết là cái gì. Vấn đề chỗ là mình dặn dò cho tốt. Cái điều thứ hai đó là có xài kháng sinh không? Cái điều thứ ba đó là có cho xét nghiệm gì không? Đúng không? Ba cái món đó thôi. Còn lại thì cứ mò khám thì nói này đó ha. Thành ra nó là như vậy. Chứ còn sốt thì nó cũng khó mà biết được cái gì. Rồi, được rồi ha. Thì cái này là mình nói về sốt ở con nít. Mình làm cái gì? Cái này nó cũng đang bị sốt á. Sốt cao thì nó không có đáp ứng với lại sống. Người ta nghiên cứu á, thì người ta thấy là con nít á, thì một phần ba là nó tới khám là bị sốt. Nít nói chung nó chỉ có mấy chiêu thôi, một là ói ỉa ha, hai là ho sốt, ba là linh tinh, đúng không? Nó tới với mình là có nhiêu đó thôi. Nếu bác sĩ mà học mà ho chữa làm sao, ói ỉa chữa làm sao, sốt chữa làm sao là làm phòng mạch được rồi, làm mạch nhi á. Mà phòng mạch nó cũng đông cỡ bác sĩ Dũng Tuấn nè. Thì con nít của mình nó tới khoảng 1/3 là sốt, và đa số là nó lành tính, đa số là lành tính, và đặc biệt là nó tự hết, mình không làm gì hết. Vấn đề là mình dám không làm gì không thôi. Và người ta nghiên cứu người ta thấy là 90% là do siêu vi, 90% là do siêu vi, và 1% là do có thể là nặng. Thành ra cái quan trọng khi mình tiếp cận nít đó, thì mình phải tìm ra cái 1% đó thôi. Và một điều mấy anh chị cũng lưu ý là con nít khi nó sốt á thì nó bệnh theo mùa, bệnh theo mùa. Con nít thì nó hai cái kiểu bệnh thôi, một là bệnh theo tháng tuổi, hai là nó bệnh theo mùa. Mình phải đoán trước là tới cái tháng tuổi đó là nó hay bệnh gì, tới cái mùa đó nó hay bệnh gì. Cho nên bác sĩ mà làm tại bệnh viện nhi họ có ưu thế khi họ ra ngoài họ làm phòng khám. Có nghĩa là trong cái đợt đó rất là nhiều em bé sốt siêu vi, thì ở ngoài nó cũng dính vô sốt siêu vi. Tương tự như vậy, nó còn một đợt tiêu chảy ói gì đó, rồi sau ra ngoài cũng mấy đứa đó thôi. Thành ra cái phòng mạch của bác sĩ nhi mà làm ở nhi đồng thì nó đông là cũng nhờ cái đó, nhờ là mình phán á. Phán mà nói cái này siêu vi là tại trong mình thấy cũng nhiều đứa siêu vi rồi, thì mình nhớ cái này.
nó theo mùa. Thì hiện nay cái đo nhiệt độ á, cái đo nhiệt độ thì nó có nhiều kiểu lắm, nhưng mà cho tới hiện nay thì cái thủy ngân nó cũng là một cái mà người ta thích xài, là bởi vì sao? Bởi vì nó rẻ chứ không có gì hết. Nó rẻ. Người ta cũng có thể dùng cái cặp nắp, rồi người ta bắn vô tai, người ta bắn vô trán. Bắn trán này là dí hơi sát á. Bây giờ nó có lại bắn trán từ xa nữa, bắn khoảng một cách nữa. Đó thì cái này là mới nhất. Tuy nhiên cái tai đó thì bắn sao không biết, nhưng mà nít nó khó ngồi yên lắm. Người nguyên tắc là phải đo nhiệt độ của cái màng nhĩ, chứ không phải là cái thành ống tai. Là nhúc nhát nhất. Cái hồi đầu tiên khi mà nó xuất hiện cái này á, thì người ta chuộng như lắm. Mà sau khi nó xuất hiện cái này đó thì cái này nó bị bỏ đi rồi. Tại nít nó không nhúc nhích. Nó khó khi nó không nhúc nhích. Và cái này thì sau này người ta cũng chế ra một cái nữa đó, là người ta cộng trừ nhân chia hết rồi. Người ta tính toán, người ta nghiên cứu, sao người ta bắn vô trán, người ta suy ra hết. Người ta làm sẵn công thức trong đó hết rồi, người ta điều chỉnh lại thôi. Đó. Còn cái kinh điển vẫn là nắp. Một số trường hợp khác thì mình đọc hộ môn, nhưng mà nít của mình hoặc là ngậm miệng á, nhưng mà con nít của mình thì nó cái thói quen của mình nó không có cái đó, đưa miệng là nó cắn à. Còn hộ môn thì nó khó chịu lắm. Nít người ta chắc là tập từ nhỏ. Và tất cả mọi thứ thì mấy cái này nó cũng dao động, không có cái nào là tuyệt đối hết. Có những đứa thì đo nắp không gì hết, nhưng mà nó sốt. Là nhiệt độ hơn nó sốt, đặc biệt là mấy đứa tay chân miệng. Thì cái này là cái kiểu đặc cặp thủy. Thì mình thấy cái này mình biết, và cũng không có cái nào gọi là tốt hơn cái nào. Sau hồi trước có một thời gian người ta còn chế ra cái miếng dán nữa, màu gì bao nhiêu á. Sau này thì cái đó cũng thất bại, bởi vì cái hiệu quả nó không có. Tuy nhiên những cái bắn này nè, khi nó sốt thì người ta vẫn có khuynh hướng cặp lại nách, cặp lại nách bằng một cái nhiệt kế điện tử hay là cái đường điện thủy ngân. Tại vì cái gì nó cũng có cái tương đối của nó. Nãy cái này mình nói nha, miệng hormone thì không có thói quen, thủy ngân thì sau này thì người ta không có muốn, nhưng mà tôi nghĩ là cái lượng thủy ngân mà ở trong cái tập thủy đó mà nó có văng ra ngoài một chút thì cũng chả có gì. Đâu có ai mua 10 cái về nhà ăn nít chơi đập cho nó bể ra nó văng ra đầy nhà sao? Không có. Có một số bà mẹ thì sau khi thấy bể cái nhiệt kế thủy ngân nó mặt xanh lè, tại đọc nhiều quá, nó bị này bị kia. Thì không có gì hết. Và nhiệt độ tai mấy chị biết đây không chính xác. Sau này có một số người nói là bây giờ mình coi con nít sốt á, mình sờ tay sờ kia này kia. Có người rất là trí tuệ, nghĩa là sờ là phải sờ bằng cái này. Cái sờ cái này nó không chính xác. Tôi không hiểu được cái da tay làm sao mà người ta sờ vô đây nó không chính xác. Mình tưởng tượng ra nhiều cái mà nhiều khi mình tưởng nó là trí tuệ, nhưng mà nó cũng mắc cười. Sờ vô chán mình có đến nỗi cái tay mà cái da tay lòng bàn tay mà sờ không biết được con số hay không, phải sờ ngược kìa. Cho nó chính xác thì tôi cũng không hình dung được. Nghĩa là mình trí tuệ hóa một cái vấn đề đơn giản. Thì theo tôi thì cứ sờ như vậy cho nó sờ. Tại vì sao mình có số hay không số mình cũng gặp thủy thôi. À, cái kiểu này nè, người trí tuệ kêu sờ ngược lại. Thì thường thường về lý thuyết á, thì nhiệt độ hormone là 37 độ 5, sốt là 38 độ. Mức độ sốt thì cái này mình biết rồi, nhẹ là dưới 38, trung bình là 38 tới 39, cao là 30, trên 39, còn sốt rất cao là trên 41. Thứ hai có một cái quan niệm mới đó, là tại bệnh viện á, người ta không cộng 5 nữa. Người ta cặp nắp, người ta không cộng 5 nữa. Tuy nhiên cái số sốt thực á, thì nó vẫn phải cộng 5. Đối với bà mẹ thì mình đừng có khuyên là không có cộng 5, tại nó cũng chả giá trị gì nhiều. Hồi xưa giờ người ta như vậy, mình như vậy. Và trong bệnh viện thì mình theo dõi được đứa nhỏ sốt thì mình biết được không cộng 5 hay cộng 5 gì. Nó cũng là cái giá trị để theo dõi thôi. Thành ra có một dạo mà cặp nách rồi cộng 5 rồi cãi nhau ổng tỏi. Khi Tổ chức Thế giới nói là bây giờ thôi đừng có cộng 5 nữa, đơn giản này đi. Thì mình biết quy định nó như vậy. Theo tôi thì cộng hay không cộng nữa cũng vậy. Vấn đề là mình theo dõi cái sốt đó thôi. Hôm nay bao nhiêu rồi ngày mai bao nhiêu, sốt mấy ngày mới là quan trọng. Thì thường thường á, thường thường khi mà em bé nó tới nó sốt với mình á, thì nó loanh quanh là mấy cái này. Loanh quanh là mấy cái này. Thì cái số 1 á, vẫn là đường hô hấp. Thành ra nếu mình thấy em bé nó sốt mà có nóng ho sổ mũi thì mình khỏe rồi. Ví dụ nó vô hỏi nó sốt vậy thì
nóng ho sổ mũi không? Thì nó có nóng ho sổ mũi là tự nhiên mình thấy mình khỏe đi, có nghĩa là mình tím được một cái cơ quan làm nó sốt. Đó, là hô hấp trên. Rồi sau đó là ruột dạ dày. Ruột dạ dày. Còn một số tình huống nó hơi tế vậy, đứa nhỏ mà sốt lắc nhắc hoài. Chiều chiều nó sốt, lâu hết sốt thì mình nên coi cái nhiễm trùng tiểu. Chụp ít xi nào mà cái nhiễm trùng tiểu mà nó làm em bé sốt cấp tính đó. Nếu nó sốt cấp tính thì nó sẽ có dấu hiệu của đường tiểu. Đó. Mà đặc biệt là có một số đứa mà nó bị phimosis mà nó hẹp lâu quá, nó cứ sốt hoài. Rồi mình không biết, mình cứ làm tùm lum tùm la. Sau khi mình nói nó vệ sinh thì nó sẽ hết. Còn cái da và mô mềm mới là cơ xương khớp á, thì thường thường á là bác sĩ mình hay bỏ quên á. Nha, mấy cái cơ lưng á. Thì thành ra mình nhiều khi mình cũng phải hỏi nó, đặc biệt những đó nó sẽ quấy khóc. Quấy khóc mà không vô cớ mình không biết được. Hoặc là cũng chính là mình phải hỏi người nhà là coi nó có sưng chỗ nào không. Chứ còn nhiều khi người ta thấy sưng cơ xương khớp đó, người ta không cho nó là quan trọng. Người ta quên đi luôn. Và nó cũng là một nguyên số. Mình để vậy rồi mình cứ lủi mình đi tìm những cái nguyên nhân mà không có. Chưa có, mình cứ nó chưa rõ nguyên nhân, chưa rõ nguyên nhân. Trong khi cái cơ xương khớp thì nó có nằm ở đó. Còn hai cái này hết sức là quan trọng. Tuy là nó chiếm 1% thôi, nhưng mà sót là chết. Đó là nhiễm trùng huyết hoặc là bệnh lý thần kinh trung ương. Nhưng hai cái này thì không để sót được. Không thể nào để sót được. Đó là những cái mà chúng ta có thể tìm trong này. Thì cái cuối cùng lại đó, hễ mà sốt mà mình tìm hoàn hết á, mà mấy ngày đầu á, thì mình cứ phán vô cái chỗ này. Do siêu vi. Hỏi siêu vi gì nó tôi cũng biết nữa. Đó, người nhà người cắt kế nó hỏi do siêu vi, nó siêu vi nhiều lắm. Có thể là, tuy nhiên một cái sốt mà đơn thuần không có gì hết á, thì thường thường đó là siêu vi do đường mũi chích là nhiều. Đó, chứ còn nếu mà nó đi qua đường hô hấp thì nó thường nó cũng là nóng ho sổ mũi, đường tiêu hóa thì cũng là tiêu chảy ói, tính nó rầm rộ hơn. Thì một chút mình có thời gian mình sẽ bàn hai cái này. Thì đây là cái cơ chế sốt. Cơ chế là cái gì? Cơ chế là nó có chữ chế của nó đó. Cơ chế người ta thảo luận cho nó ra thôi. Mà nếu mình viết tắt, mình viết nhanh là thành chữ có chế luôn. Thành ra mấy anh chị đừng có hình tượng hóa hay là đừng có thần tượng hóa cơ chế quá. Sinh viên thì hồi xưa khoái học cơ chế lắm, nó chạy sao nhiều mũi tên càng hay càng tốt, càng tư duy càng tốt. Rồi theo tôi thì cơ chế nó cũng là có chữ chế của nó thôi. Thì kinh điển của sốt thì người ta nói từ lâu rồi. Có thể nó là những cái chất gây viêm nội hay là ngoại bào gì đó. Rồi sau đó nó tác động lên cái tế bào đơn nhân hay là đại thực bào. Và từ đó nó là một chuỗi viêm, nó gây ra một số những cái chất hóa chất trung gian hả. Rồi nó sẽ tấn công vô cái tế nó kích thích vô cái axit acidonic này nè, rồi nó sẽ chuyển cái đó thành prostaglandin. Thì chính cái prostaglandin này nó sẽ tác động lên cái vùng dưới đồi, nó có một cái điểm mà để mà thay đổi nhiệt độ của cơ thể, vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Và khi nó kích thích như vậy á, thì nó nói nó điều khiển xuống cơ thể là tăng sinh nhiệt và không cho thoát nhiệt. Và hai cái này nó làm cho sốt. Thì với cái cơ chế như vậy đó thì người ta mới chế ra cái thuốc. Thuốc hạ sốt vậy thôi, chứ không có gì hết. Và cái phosphoglandin này đó thì nó cũng vừa là gây sốt mà nó cũng là vừa là gây viêm. Thành ra đa số các thuốc mà hạ sốt thì nó cũng có kháng viêm. Đó là cơ chế là vậy. Thì cái bất lợi của sốt cho tới hiện nay đó, người ta bàn về nhi đó, thì người ta hay nói là sốt khi nào mà bất lợi á thì mới sử dụng thuốc. Thì chúng tôi sẽ bàn cái đó cho mấy anh chị tới quan điểm thôi. Nếu mà mình nó sốt thì chắc chắn là nó khó chịu lắm. Khó chịu lắm. Và lẽ đương nhiên nó khó chịu nó không ăn. Không ăn thì người nhà lo. Mà người ta lo mà đi bác sĩ chứ, đúng không? Bác sĩ mới làm phòng mạch được chứ. Nếu người ta không lo thì đi chứ. Rồi khi nó sốt nó sẽ mất nước, rồi tăng nhịp tim, cái này thuộc về lý thuyết. Nhưng sợ nhất vẫn là co giật. Sợ nhất vẫn là co giật. Cái thói quen mình nói là sốt cao co giật, nhưng mà đúng từ sách vở là co giật cho sốt. Co giật cho sốt chứ mà là sốt cao co giật. Nhưng mà tại vì
mấy cái ông đại giáo sư của mình hồi xưa giờ ông nói vậy rồi, thành ra mình quen miệng thôi. Tôi cũng cố gắng thay đổi đàn em của mình nhưng mà cũng khó. Nhưng mà cái từ chính xác của nó là co giật cơ sốt. Cũng giống như cho tới hiện nay tôi rất là buồn cái từ là chọc giò tủy sống. Mà tôi không biết, tự nhiên cái ông giáo sư nào ông đạp cái đinh lên cái ông nói là chọc giò tủy sống, chứ tôi không thấy cái từ Anh Mỹ là chọc giò tủy sống. Mà tôi gọi là chọc giò thắt lưng. Mà tới bây giờ nó vẫn không thay đổi được. Cho nên khi mình nói với bệnh nhân là chọc giò tủy sống thì người ta rụng rời, mang cái tủy ra mà chọc. Còn tủy sống nữa, sống là trong đó có chết, ngược cái sống là chết. Thành ra cái co giật này đó thì mình phải dừng lại cho đúng là co giật cho số. Thì cái này mình sợ lắm. Mình sợ lắm. Thành ra cho nên có một số người nói là nó sốt á, nó cao cỡ nào kể đó, nó vẫn chơi cứ để đi. Tại vì người ta không thấy nó mới chơi đó mà họ nó giật đó. Tại nó không có thực hành nhiều, nó nói thôi cứ để đi. Sốt thôi, nó vẫn chơi là để đi. Nhưng mà khi nó giật nó chửi mình á, đúng không? Đó. Cũng bác sĩ mới nói đây là con của tôi, nó vẫn chơi để gì đi. Tại là cái thái độ của mình cũng phải tùy, tùy. Và cái thứ hai, trong lúc thực hành á, mình cũng phải biết nhìn con mắt của bệnh nhân. Con nít thì rất là ham chơi. Nhưng mà mình nhìn làm sao mình cảm giác được là nó không có linh hoạt, nó có thể sắp giật, thì đó mình có. Ví dụ như nó sốt, nó cứ đó, nó lừ lừ chút, thì mình thấy là có chuyện nó sắp giật rồi đó. Mình nên đi can thiệp cái chuyện sốt đi. Chứ mình đừng có ngồi đó mình tự tin. Con người ta giật cái là người ta rất là sợ. Tôi hay nói đùa là giật vài lần á, giật vài lần thì chắc chắn ảnh hưởng thần kinh. Đáng lẽ nó không giật nó làm thủ tướng rồi, nó giật vài lần nó xuống làm bác sĩ à. Đáng lẽ cái đầu đó phải làm thủ tướng, mình để nó giật cái xuống làm bác sĩ. Giật thêm mấy lần nữa làm gì tôi không biết, tại tôi làm bác sĩ à, tôi chưa biết làm gì. Thì cái co giật này là người ta sợ nhất. Thì nói qua về sốt, cái thuốc hạ nhiệt, thuốc hạ nhiệt thì hiện nay đó nó có hai cái món này thôi mà nó cãi nhau hoài, acetaminophen và ibuprofen gì đó, đại khái là vậy. Tuy nhiên cái này nó thuộc về thói quen, thuộc về thói quen chứ nó không có thuộc về cái gì chuyên môn ghê gớm đâu, thuộc về thói quen thôi. Nhưng Âu Mỹ thì nó xài cái này, còn Việt Nam mình xài cái này. Cái này tùy, một cái là do thói quen, hai là do cái xứ mình á thì có sốt xuất huyết. Mà sốt xuất huyết thì nó rất là dễ bị đổ thừa. Rất là bị đổ thừa. Tuy nhiên sau này người ta lại đổ thừa ngược lại là sốt xuất huyết mà những đứa có tổn thương gan á, đúng không? Sau này tổn thương gan. Thì khi mình dạy thì cho bà mẹ là sốt huyết thì uống hạ sốt mỗi 4-6 tiếng, uống hoài hoài. Liều 10-15, 10 bớt 15. Thì có người nói á, là nếu mình cứ A tần phù mình uống cái này hoài á, thì chắc chắn nó ảnh hưởng gan. Tuy nhiên cái là nói thôi nha. Cơ chế rồi cảm tính rồi cảm nhận rồi không thể loại trừ được. Đó là những cái từ mà người ta hay dùng khi người ta bí giống vậy đó. Thì cái đó nó cũng có cái vấn đề người ta đặt ra như vậy. Tuy nhiên nó phải có đủ cái chứng cớ cũng như là nghiên cứu. Thì Ibu thì nó dở ở cái chỗ là nó có những cái chống chỉ định này. Có một số sách vở thì người ta nói là đừng có phối hợp xen kẽ hai cái này. Tuy nhiên thực tế là người ta có phối hợp rồi. Khi mà cái ông mà ông bán thuốc ibuprofen, ông bán thuốc bara thì ông nói đừng phối hợp. Nhưng mà cái ông bán thuốc Ibu ở Việt Nam thôi, chứ còn ở Mỹ ông chả cần nói làm gì, để thói quen. Thì ông nói phối hợp đi. Nhưng mà trong thực tế người ta đã chế cái viên Alexan rồi. Chỉ biết cái viên Alexan là cái viên hai thứ đó chứ gì nữa. Và thực tế rõ ràng trong lâm sàng mình thấy là có những đứa uống cho nó không, uống bara cho nó không bớt, mà uống bu sen kẽ nó bớt. Và theo cảm nhận của tôi đó thì ibu hay bara là cái tùy cái đứa nó hạt không à. Có đứa thì uống ibu cho nó xuống, mà có đứa uống bara cho nó xuống. Thành ra mình cũng cần tìm hiểu nếu đó là thân chủ của mình à, gọi là mối á. Mối thì có nhiều mức độ, mối ruột hay mối sơ sơ. Nếu mà mối ruột thì mình phân tích rõ cho người ta để mình biết được là nó hạp với cái thuốc nào. Nhưng mà trong hướng dẫn có một vài câu thì người ta nói như vậy, nhưng mà thực tế lâm sàng là đã phối hợp xen kẽ rồi, đặc biệt là trong tay chân miệng. Nếu mà uống bara không hết thì uống ibu chứ làm sao. Có nhiều người nói là chưa hết sốt hả, lâu đi, lâu hỏi lâu tới chừng nào, lâu tới mỏi tay thôi chứ biết chừng nào, chứ giờ con nó trả lời câu gì. Giờ thành ra mình cũng phải
coi lại cách mình trả lời với bệnh nhân. Thì bây giờ mình bàn vô mình làm sao, làm sao. Thì cái này là cái lúc mà mình phải đi nhập viện rồi, cái này ai cũng biết rồi ha. Nếu mà thở nhanh khó thở là tại nó viêm phổi thôi, nó sốc. Sốc thì nó có mấy tiêu chuẩn này, rồi nó thay đổi về chi giác, và đặc biệt là nó co giật vô sốt. Tuy nhiên nếu mà một em bé mà nó đã có tiền căn co giật vô sốt rồi đó, thì mình không khuyên gì được, mình không khuyên gì được. Tại thí dụ như nhà ta rất là xa, giật xong nó tỉnh táo mà ta từng giật lại, hãy giật lại đây nè, giật lại đây nha, thì lên mình nói gì, nó về đi bà, đúng không? Đám 2-3 cái cho thuốc về đi bà, chứ làm sao vậy? Thì cái đó là thường thường người ta gọi là co giật lần đầu, co giật lần đầu. Và cái co giật do sốt lần đầu đó, thì cái thái độ dặn dò của nhân viên y tế khá là quan trọng. Rồi sau đó nếu bệnh nhân có tiền căn sốt cao co giật, tiền căn co giật cho sốt cao, thì mình phải dặn bệnh nhân khi nào cần đi bệnh viện, chứ đừng có ẵm bệnh nhân sốc chạy đi mà không giải quyết gì hết. Tại cái lúc đó mình xử trí lúc đó xong thì nó sẽ bình thường lại thôi. Thành ra cái co giật này nó thường thường là co giật cái sốt cao lần đầu, rồi dấu hiệu mất nước. Nhưng mà cái quan trọng nhất là em bé dưới 3 tháng nha. Em bé dưới 3 tháng mà không có chích ngừa, chứ nếu mình không nói câu đó nữa là không được. Tại chích ngừa là nó sốt nha. Em bé dưới 3 tháng mà nó sốt mà nó không chích ngừa đó, thì thường thường là chúng ta phải đánh một dấu hỏi là có thể nó bệnh nặng nha. Có thể nó bệnh nặng. Và có thể bệnh nặng đó là dành cho ai? Cho bà mẹ, chứ không phải cho mình. Chứ còn mình khám mình vẫn có thể đánh giá được đó là sốt siêu vi, hay là nó có những bệnh lý tiềm tàng ở dưới mà mình phải khám. Ví dụ nó sốt, tuy là dưới 3 tháng nhưng mà nó vẫn bú tốt, nó vẫn linh hoạt, nó vẫn chơi, thì mình cũng phải dặn dò bệnh nhân thôi, chứ không thể mình cho nhập viện hết được. Về lý thuyết là như vậy, về lý thuyết như vậy. Và cái em bé dưới 3 tháng này không phải tất cả là nhiễm trùng vi khuẩn, mà nó vẫn có một tỷ lệ tương đối là lớn á, nhưng mà nó không phải là 90%, nó vẫn do virus, đặc biệt là virus đường ruột. Cho nên cái câu mà dưới 3 tháng này là thuộc về sách vở. Tuy nhiên mình cũng phải cân đong đo đếm để mình dặn dò bệnh nhân, cái sức thuyết phục của mình á, để mình cho bệnh nhân theo dõi hay là nhập viện đi, đó là tùy mình. Chứ còn nó tới với mình cho nhập viện hết thì không may là lên bệnh viện Nhi Đồng gặp cái ông nào ông phán cho một câu về mất khách luôn. Ủa cái này em nhập gì? Lúc đó nó sốt, lên đây hết sốt. Ủa này nhập gì? Ủa sao kêu lên đây? Nên mà cái câu nói đó thì hết sức là nguy hiểm. Nếu mà tuyến cao đó mà mình cứ nói những cái câu như vậy đó thì hết sức là nguy hiểm cho cái tuyến trước. Mà cái điều này thì không thể chia sẻ một ngày một buổi được. Ai mà làm ở tuyến càng cao đó, thì phải cẩn trọng. Càng có tuổi thì càng phải cẩn trọng bảo vệ đàn em của mình cũng như là bảo vệ cái tuyến trước. Rồi sáng nay tôi mới ngồi xử một vụ, vì lý do là có một bác sĩ đó rất là tài giỏi, gì đó không biết, đọc một cái CT nó là chết rồi. CT này là rất là nguy hiểm. Tại người thân mà em ở đây chờ đi, tôi về gấp, tôi sẽ về gấp, tôi đang đi chơi mà tôi về gấp, tôi coi, tôi phân tích CT cho con em. Phản một câu nó cái CT này mà tại vì lâu rồi mà không biết, để nó vậy thành ra nó lùm lum. Thành ra những cái phán đó thì hết sức cẩn thận. Và quay lại cái chuyện sốt này đó, thì trước dưới 3 tháng thì tuy là mình có dự định nhập viện, tuy nhiên mình cũng phải coi lại đánh giá cái chi giác của nó. Nhập thì nó rất là dễ, theo dõi nó mới rất là khó. Ngoài ra có một số cái, ví dụ nó sốt quá 7 ngày rồi thì đương nhiên là phải nằm viện thôi để làm theo dõi. Tuy nhiên trong thực hành lâm sàng á, thì nhiều khi mấy anh chị không có tính toán là nó sốt không phải là 7 ngày mà nó bệnh 7 ngày. Sốt 2-3 ngày hết 2-3 ngày, sốt 2-3 ngày hết 2-3 ngày. Thì nó không phải là sốt 7 ngày, nó phải sốt 7 ngày liên tục á. Liên tục không có nghĩa là cao mà nó vẫn sốt. Thành ra nhiều khi tôi được giao nhiệm vụ là sốt kéo dài đó, thì tôi hay nói là sốt kéo vừa chứ không kéo dài. Nó có vừa vừa thôi à, chứ có đủ dài. Nhưng mà do có thể là áp lực khám bệnh, mình không giải thích được cho bệnh nhân, là mới đẩy bệnh nhân lên tuyến trên. Và cái quan trọng nhất là có tử ban. Có tử ban. Tuy nhiên theo sách vở đó, thì mình gặp tử ban á, khi mình gặp tử ban á, mình sợ nhất là não mô cầu, đúng không? Đâu sợ gì đâu. Mà thường thường não mô cầu á, theo cái hướng dẫn mà mang tính quốc tế mà cho nó không biết á,
Thì nếu nó sốt ngày đầu tiên mà nổi tử ban thì nó là khả năng rất là nhiều, vi trùng rất là nhiều. Còn nó sốt 2-3 ngày sau mà nó nổi sốt huyết thì thường thường á, nó là siêu vi. Thành ra mấy anh chị nhớ là nó nổi tử ban mà ngay ngày đầu hay là sốt huyết ngay ngày đầu á, phải cẩn thận, tại nó có khả năng là não mô cầu hay là những cái loại mà vi khuẩn gram âm. Thành ra cái tử ban này mình cũng phải chú ý cái đó. Còn lại đương nhiên nó sốt mà nó có chấm xuất huyết dưới da thì mình cũng xếp vô siêu vi, mà siêu vi thì mình phải tính toán là huyết áp sao, mạch sao thôi, chứ mình bàn sao. Rồi cũng có khả năng là Kawasaki. Kawasaki sau này thì nó rất là phức tạp, bởi vì sau này nó đẻ ra những cái loại Kawasaki mà không điển hình, không điển hình. Nhưng cái chính của nó đó vẫn là ban và hạch. Sốt trên 5 ngày rồi ban và hạch, hạch cổ đó. Và mình không giải thích được thì mình nên đi làm siêu âm tim. Làm siêu âm tim, đặc biệt mấy đứa nó có ban mà nó không điển hình, nó không ho nhiều, mắt thì đỏ không ho nhiều giống kiểu sởi, không có đừ đừ như là số phát ban. Tại vì nguyên tắc số ban khi ban nó ra đó thì nó phải hết sốt. Thành ra Kawasaki này á, thì tại sao mình phải làm cho sớm là tại vì nó ngừa cái vụ mà giảm mạch vành. Phải ngừa cái giảm mạch vành đó thì cái dự hậu lâu dài của đứa nhỏ nó mới tốt được, người lâu mới dài. Còn có một câu là bà mẹ lo lắng quá, mà nhiều khi là bác sĩ cũng lo lắng quá luôn. Bác sĩ ở ngoài trận lo lắng quá thì bác sĩ trong trại la, còn bác sĩ phòng mạch lo lắng quá là mất khách, đúng không? Cái gì mình cũng lo mình đẩy đi, cái gì mình cũng lo mình đẩy đi thì mất khách khá chịu. Thì sao giờ tại nghề mình yếu, mình không có phải động não, ví dụ như bình thường thôi, không khá thì mất khách khá chịu. Và như là tôi nói đó, người ta tới phòng mạch là người ta mua sự an tâm, chứ không phải là người ta khám bệnh không hết bệnh thì không biết, nhưng mà ta an tâm là nó sẽ tới. Tôi là phòng mạch thì cũng đông gì ba cũng chăm bệnh thôi, bây giờ nghĩ là mệt. Và có một cái câu á, mấy chị nhớ là bà mẹ lo lắng á thì đa số là thoái quá. Tuy nhiên có những bà mẹ họ cảm nhận được, họ linh tính được con họ có cái gì đó không ổn. Mình đừng nên đánh đồng là tất cả bà mẹ lo lắng đều là thoái quá. Tại lúc đó mình biết tạo cho mình cái phong cách giải thích, chứ cứ mình lúc nào mình nói ở cái đây bà mẹ lo lắng là do quá con quá này nha. Nhưng mà có một số bà mẹ mà cảm nhận được là con họ không ổn, vì cái gì đó bám nói được ra, cảm nhận của người ta, cái tầng giao của người ta thì con phải làm cái gì. Mà đến với những người đó mà mình không có giải thích chu đáo hay là mình không có cho họ nhập viện thì mình sẽ làm đúng cái điều này. Có rồi, thực tế có rồi nha. Người ta lên nói là tôi không biết sao mà tôi cảm thấy là con tôi không quan tâm, bác sĩ coi vô. Nên mình nói chia đây chia đi, là mấy mốt là thì cái chuyện số á, cái chuyện số á, thì trong MCI là cho em á, nghĩa là bệnh cái mà lọc kép cái bệnh á, thì số nó được sắp lên cái số 1, ho sốt tiêu chảy thế thôi, khó thở thì thôi. Cái bản này thì sinh viên sau này đã học cái này rồi, biết học này rồi. Còn thời tôi thì không có học, tôi chỉ có đi dạy thôi nha. Tại đoạn xưa đâu có cái này đâu. Thì đối với con nít á, ngay ngày thứ nhất á, thì người ta vẫn hỏi cái này. Vẫn hỏi là coi có tổn thương không, mình khám là có tổn thương. Rất sợ là như thế nào. Rất sợ là như thế nào. Còn tất cả những cái hỏi khác á, nó thuộc về dấu hiệu nào. Chị thấy là ngay ngày sốt đầu tiên, mà ngay khi có cái sốt là người ta đã tìm đi mà sau đó người ta mới tìm những cái khác. Còn đối với mình á, thì nếu mình không khó não mô cầu, không có viêm màng não thì mình cố gắng tìm những cái chỉ điểm. Cái chỉ điểm ở ngoài, điểm ở ngoài để làm cái gì? Có hô hấp không? Có tiêu hóa không? Có nhiễm trùng dao? Vậy thôi, vòng vòng có nhiêu đó chứ đâu có gì nữa đâu bói. Trong hô hấp thì có cái họng, trong MCI thì người ta không có chỉ khám họng. Nhưng mà mình là bác sĩ nhi khoa thì phải khám họng. Tại vì nó sốt phải khám họng chứ. Tôi thì có thói quen là
chọc cho nó khóc, cho nó hả miệng ra cho to. Nó đang khóc, nó khóc to luôn con. Rồi, cởi họng luôn, khỏi mất công đè, chỉ cho nó mệt. Mà khi khám nhi khoa thì nó phải có kỹ năng. Lúc khóc thì lo khám đi, không chịu. Khóc, nín, quay lưng lại cái đó. Quay lưng lại. Khám lưng đã xong, quay miệng lại coi. Khám nhi khoa là nó phải tùy tình huống. Có bác sĩ cứ ngắt vậy đó. Rồi nếu mà những cái này không có thì chắc chắn là mình cứ phán đại lên sốt siêu vi thôi. Nha. Sốt siêu vi thôi, chứ không có cách nào khác. Không có cách nào khác để mà mình tìm ngay được liền. Thành ra một em bé tới sốt á, tôi thì là được vạch da ra, tôi coi tử ban hoặc tôi hỏi người nhà đó là bà có thấy nó nổi gì trên da không? Tại nhiều khi người ta thấy mà người ta không chỉ cho mình, tại mình không hỏi người ta không nói. Thứ hai tôi cứ hỏi có nóng hoa tiêu chảy không, vậy thôi. Nếu có nóng hoa tiêu chảy là tự nhiên mình an tâm xuống liền, an tâm xuống liền. Đó. Cũng giống như là tiêu chảy mà có ói mà có tiêu chảy thì mừng lắm, tại đâu có tắc ruột đâu. Thì cái này là cái hướng dẫn của thế giới. Thì người ta cũng khám, cái cách khám thì cũng giống vậy thôi ha. Ví dụ như trên 7 ngày thì người ta hỏi là có sốt, tất cả đều sốt mỗi ngày không, ngày nào cũng sốt không. Đó. Rồi 2, 3, 4, 5 là sau 2, 4, 5 nha. Thì sau 48 giờ đó thì mình mới có thể biết được là cái gì nha. Có nghĩa là 48 giờ là tới ngày thứ 3, còn 2 ngày đầu chịu chết, không có làm sao mà bỏ ra được. Tuy nhiên có một kinh nghiệm của tôi là tôi nhìn tôi có thể đoán được đứa này sắp ra ban. Đoán được đứa này sắp ra ban. Nhưng mà khi mình đoán á, mình đừng có nói là nó mình đừng có nói nó sắp ra ban. Cả tôi nói thì nó tin, cả mấy anh chị nói vậy thì nó tin. Tôi chỉ nói là hồi xưa tôi còn nhỏ đó, tôi nói là hồi đó thì nó bị ban chưa. Vậy thôi, tôi chỉ nói vậy thôi. Rồi tôi không nói gì hết. Nhưng mà nếu người nhà nó về ra ban, nó ông bác sĩ đi hay. Nhưng mà nó không ra ban, nó quên đi, nó không nhớ được. Mà nếu ra ban nhớ là cái ông này không có nhắc tới ban này ha, thì đúng là ban thiệt, như là thầy bói đó. Bác sĩ là gì cũng là thầy bói thôi, mình đoán suy thôi ha. Thì sau cái ngày thứ hai thứ ba thì ở Việt Nam mình á thì chắc chắn là cái bệnh này rồi, cũng còn cũng hai cái bệnh này thêm vô cái này thôi, đúng không? Vậy thôi, thêm vô cái sốt xuất huyết thôi đó. Rồi cuối cùng nó không biết gì nữa, tiếp tục nhiễm siêu vi. Nếu mà nhiễm CV thấy khó giải thích quá thì nó là nhiễm virus. Giờ sao giờ? Có nhiều bà mẹ hỏi tôi mà sau khi đi khám bệnh về đó, hỏi trong cái trang mạng, hỏi là bác ơi sao dạo này sao nhiều bác sĩ nữa hay chẩn đoán nhiễm virus, nhiễm CV quá. Thì tôi cũng nói thẳng luôn, đó là bác sĩ đang bí đó. Mà điều đó thực tế. Ngay cả tôi mới hỏi tôi ngược lại, bác sĩ nhiễm virus là sao bác sĩ? Thì tôi cũng sẽ nói là cho tới hiện nay là tôi nghĩ là nhiễm virus, tại vì tìm không thấy cái gì là vi khuẩn hết. Tôi tìm hết rồi, tôi không thấy, chỉ là nhiễm virus thôi chứ sao giờ. Rồi ngày mai nó như thế nào, ngày mốt như thế nào là cái chuyện phần phải trả lời. Đó. Thì loanh quanh của cái bệnh sốt mà vô với mình đó, trong cái đầu số 1 viêm màng não, số 2 não mô cầu, số 3 đường hô hấp tiêu hóa da, số 4 có sốt xuất huyết chưa, sốt xuất huyết giờ này có làm xét nghiệm chưa, vậy thôi, đâu có gì khác đâu. Rồi cuối cùng bí quá nhiễm CV. Thì cái sốt xuất huyết này đó, thì thực tế thì nó vẫn là dặn dò, tuy mình có làm cái gì đi nữa, mình có làm xét nghiệm rồi đi nữa, mình có làm NS1 đi nữa, thì nó quay lại cũng là dặn dò, dặn dò và tái khám, chứ không có cái gì khác hết, không gì khác thoát được cái đó. Mà nói chung bệnh nào cũng vậy. Nếu mình chưa biết được gì thì cái dặn là hết sức là quan trọng. Dặn không phải là tôi không nói dặn để bảo vệ mình nha, tôi không bàn cái đó, mà dặn là huấn luyện bệnh nhân đó. Chứ còn để bảo vệ mình làm một cái dù cho mình thì nó là cái lĩnh vực khác. Thì còn nếu mà quá 7 ngày thì là phải nhập viện. Thì bây giờ mình nói điều trị ngoại trú, thì nếu em bé nó chơi giỡn khóc to hồng hào, không khó thở, tay chân ấm, không dám mất nước thì ở nhà tái khám thì về, chứ sao giờ. Trong đó thì người ta có nói là nếu mà em bé dưới 3 tháng hơn 38 coi chừng, em bé trên 3 tháng
mà dưới 2 tuổi trên 39 coi chừng. Nhưng mà tất cả những cái này sốt CV nó đều giải thích được hết. Vấn đề ở chỗ là mình khoanh vùng lại và cái dặn dò của mình nhiều hơn khi mình gặp những cái đối tượng này. Nếu mình rảnh quá thì mình dặn từ sáng tới tối cũng được. Một bệnh nhân dặn từ sáng tới tối lại ngồi không đâu có làm gì đâu. Có người nói tôi là bây giờ hồi xưa giờ anh khám bệnh nhân chưa tới 1 phút thì bây giờ đưa anh 15 phút anh khám được không? Sao không được? Được hết á. Một tiếng tôi khám cũng được. Thì mình sẽ phân tích cho bệnh nhân tất cả mọi tình huống có thể xảy ra cho con người ta là xong, có gì đâu. Muốn phân tích cái đó nói 3 ngày cũng được. Em bé dưới 2 tuổi thì sốt trên 1 ngày, 3 ngày gì đó. Thì cái này là cái yếu tố nguy cơ để mình dặn nhiều thêm thôi, chứ không có cái gì. Và yếu tố nguy cơ này là nó cũng góp phần cho điều trị ngoại trú hay không. Tuy nhiên nếu mà tất cả nhập viện hết thì nó cũng rất là khó. Loanh quanh là nó mấy cái này cũng là đại khái là uống nước nhiều chút, rồi ăn nhiều chút, ăn thức ăn lỏng dễ tiêu, uống nước nhiều, nghỉ ngơi. Bệnh nào cũng dặn vậy đó, bệnh nào cũng dặn y nhau, uống nước nhiều, nghỉ ngơi, dinh dưỡng đầy đủ đó. Rồi uống thuốc hạ sốt, Rồi, vấn đề ở chỗ là kháng sinh hay không thôi, chúng mình sẽ bàn. Vấn đề chính là chỗ đó. Mà làm phòng mạch cũng vậy đó, đúng không? Nếu mà nó không nguy hiểm, không cần chuyển đi, thì câu hỏi đặt ra thứ hai là nó có xài kháng sinh không? Nó có xài kháng sinh hay không? Vậy thôi. Và cái sức mạnh của thuyết phục của xài kháng sinh hay không thì nó nằm trong cái chỗ này. Nó vẫn nằm trong cái chỗ là dặn dò bà mẹ. Nếu mình dặn dò mẹ đủ tin á, bà quay lại với mình á, là thân chủ cỡ nào á, mình không cần thiết phải câu khách nữa đó. Để đương nhiên là phòng mạch nó cũng phải có chiêu đúng không? Chiêu á, tại có thời giờ tôi chỉ cho vài chiêu phòng mạch. Thì cái này kháng sinh hay không nó cũng nằm trong dặn dò bà mẹ. Tuy nhiên nếu mình làm thực tình á, một bác sĩ theo kiểu bác sĩ gia đình á, thì phải rất là sòng phẳng với bệnh nhân. Bây giờ nếu cái xác suất không kháng sinh là như vậy, nếu xác suất là kháng sinh là như vậy, và nếu chị không xài kháng sinh thì phải tái khám như vậy. Nếu xài kháng sinh thì xài bao lâu, chọn cái gì đó, thì nó nằm ra ở chỗ dặn dò bà mẹ thôi. Cái chuyện dặn dò bà mẹ là quan trọng nhất. Thì thuốc hạ nhiệt á, về lý thuyết á, thì người ta nói là không có cho đứa nhỏ hạ sốt thường quy, không có đưa mục đích về nhiệt độ bình thường, chỉ làm khi nào đứa đó có bất thường về sinh hoạt và nó có nguy cơ co giật thôi. Nhưng mình không thể nào biết đứa đó là nó có nguy cơ co giật lần đầu hay không, không bao giờ biết được. Thành ra nếu mình muốn giải thích bệnh nhân theo cái hướng là theo những nhà trí tuệ đã viết ra rằng sốt thì khoan uống thuốc, nhưng con bà giật thì tôi cũng không biết sao, đúng không? Và đặt ngược câu hỏi này, con tôi hồi xưa giờ không giật, nhưng mà bác sĩ có biết là mai giờ con bác sĩ, mai sao ông nội tôi cũng biết chứ sao vậy, đúng không? Có những đứa hồi nhỏ nó không giật nhưng mà lớn nó giật. Và cái nữa là người ta về lý thuyết người ta nói là sốt cao và nhanh là em bé sẽ giật, không có. Cái đó là tỷ lệ cao thôi, chứ không phải là tất cả em bé sốt cao và nhanh nó mới giật. Có những đứa nó đang 39 từ đầu tới cuối vậy đó, nhưng mà đùng cái nó giật có nghĩa là suốt ngày nó 39 mà nó không giật, tự nhiên đúng giờ ngọ nó giật biết sao giờ. Thành ra cái câu này như hồi nãy tôi nói hoài đó là mình đừng có mạo hiểm. Nếu mình mạo hiểm thì phải dạy cho bệnh nhân rất là rõ cái xác suất này, nếu mà uống thuốc sốt này, uống sốt cái này, một liều thuốc sốt, hai liều thuốc sốt, nó không phải là cái gì ghê gớm lắm. Mà nhiều khi theo tôi nghĩ á, con nít á thì cũng phải tập cho nó uống thuốc. Mấy anh chị có thấy cái nỗi khổ là cái đứa nhỏ không chịu uống thuốc không? Không chịu uống thuốc, tại vì nhỏ nó có uống đâu, không chịu uống thuốc. Tôi có ở đâu trò chứ đâu, thầy cho em vô trong bệnh viện em chích cho nó, thầy chờ coi, nói kỳ vậy, nó viêm họng mũ mà em không dỗ nó uống thuốc được, bây giờ em xin vô bệnh viện cho nó chích mũi được không, giờ em chích cho nó bú đi, chích mạnh chút cho nó bú biết đau sao đó, mình trả lời đùa vậy thôi. Và sau đó thì nó cũng nói con em uống thuốc được, nhưng mà nó nhìn em nó có vẻ giận,
chữ gì nha. Thành ra cái chuyện mình tập cho uống thuốc cũng là một cơ hội á, chứ còn không mình cứ chích hoài sao được nha. Thành ra cái nguy cơ co giật này là một câu hỏi lớn, tùy chúng ta xử lý như thế nào nha. Rồi sốt là cái gì nha, cái này lý thuyết nha. Sốt là có lợi lắm, sản sinh virus rồi chống ức chế, rồi cái này rum la đáp ứng miễn dịch chống viêm, rồi theo dõi diễn tiến là thích hợp nha. À, nếu mà em bé dưới 39 độ mà sinh học bình thường thì khoan uống thuốc. Tuy nhiên theo tôi là tùy. À, nếu mình khoan uống thuốc thì mình phải giải thích cho bà mẹ. À, tại cái này lý thuyết mình không thể nào thay đổi được, có nhiều hướng dẫn mình không thể thay đổi được. À, thành ra khó chịu là sao? Mình đâu có biết được khó chịu là sao, đúng không? Nít khó chịu nói được đâu. À, con nít của mình á, thì nó mệt nhưng mà nó vẫn chơi. À, nó mệt quá nó mới không chơi. Đó thì cái này là tùy, à, tùy hướng dẫn. Mà có một số người lại cực đoan hơn là trên 39 cũng không uống luôn, mạo hiểm luôn. Nha. Con mình thì mình không dám mạo hiểm, nhưng mình đưa ra lý thuyết thì mình rất là mạo hiểm. Nha. Cái đó không được. Thì chỉ định thuốc hạ sốt như là cái này. Nha. Khó chịu, mất ăn, mất ngủ như là trên 38 là uống rồi. Nha. Có kèm bệnh lý tim mạch, có tiền sử là co giật cho sốt thì mình phải làm cái này. Nha. Tại mình đi tim mạch khi nó sốt cao lên nó có thể nặng hơn á, tim nó nhanh hơn, thể nặng hơn. Và cái câu này thì rất là chung chung, thành ra quy tụ lại là trên 38 mà cập nắp là nên uống cho rồi. Tuy nhiên nếu đứa nhỏ đó mình biết nó không có tiền căn sốt cao bao giờ gì hết, nó rất là khỏe nó này kia, rồi mình giải thích được cho mẹ thì mình làm. Và lẽ đương nhiên là thuốc sốt thì phải uống đúng liều, chứ đừng có uống liều cao quá. Rồi lau mát. Sau này có một lý thuyết nói là gì? À, đừng có lau vậy đó, để im vậy, để im vậy. Tại vì lau vô nó còn rùng mình thêm. Lý thuyết mới nhất của điều dưỡng vậy đó. Mà tôi thì tôi lúc đó thì báo cáo có tôi chứ tôi phản biện là mình sẽ trả lời thế nào với bà mẹ đó là bây giờ nếu không lau con tôi nó sốt mà bác sĩ cũng dặn tôi đừng uống thuốc tại không sốt cao, hoặc là tôi mới uống thuốc rồi thì giờ làm sao? Sao? Không thường quy là như thế nào? Khi nào thì uống thuốc, khi nào thì lâu à, thì rất là khó. Cái đó là cái quan điểm rất là chung chung. Tuy nhiên các nhà khoa học lớn thì người ta muốn cái gì cũng để tự nhiên à, đó. Rồi sốt lại đau run thì thường thường chỉ định là sốt cao hoặc là thuốc mà nó không đáp ứng à. Sau này có những người cũng cao siêu nữa, nghĩa là bây giờ mình phải cập thủy nó à, sau đó mình trừ đi độ rưỡi à. Cái mình pha nước, cái mình đo lại coi nó đúng nhiệt độ đó, làm sao có giật cha rồi, đúng không? Tại mình bắn là mình đổ nước vô phải cắm cái thủy vô cần nó giật đôi à. Rất là lý thuyết, nhiều cái lý thuyết mà nó không thể tưởng tượng được à. Thành ra theo tôi có lấy cái nước thường đó mà lau, tại vì đâu có kịp. Nhưng mà cái sai lầm của bà mẹ mình nhiều nhất á là lau nước cũng khoảng 39-40 độ luôn. Tại người ta lau nước theo cái kiểu mà tắm, mà cái nước tắm á, tắm của phụ nữ mà tắm tối gì đó à. Thì đó thì có thể lúc nó lên nó 39-40 độ luôn á, nó ấm 39-40 rồi mình đem mình lau thì nó thứ nhất là nó lâu, thứ hai là nó không hạ sốt, thứ hai cái sai lầm của bà mẹ thường á là vắt cái khăn khô queo à. Vắt thành cái khăn thường luôn thì lấy gì lau à. Nó đâu có bao nhiêu được bao nhiêu hấp thu đâu. Thứ hai là người ta sợ giật nên người ta lau cái đầu thôi, người ta không chịu lau cái nách như là cái bẹn. Tại người ta nghĩ là nó sốt nó lên cái đầu, nó giật là do cái đầu à. Tại vì mình cũng giảng lý thuyết, mình cũng nói là cái set bon nó dưới hạ đồi đó, nó không biết nó ngắm cho nó không à. Rồi không có lau nước đá thì cái điều này là đúng à. Còn rượu thì để cho nó ba nó nướng khô mật nhậu chứ đừng lau rượu mà lau cái gì à. Rồi thói quen của mình là như thế này à. Và cái thứ hai nữa là trong sốt cao co giật á, người ta không có vẻ vắt chanh à. Tâm về vắt chanh, nhưng mà mình lại đưa là một lý thuyết á, là mình bơm cái thuốc chống co giật vô niêm mạc má, đúng không? Bác sĩ mới nói tôi không dắt chanh mà sao bác sĩ bơm cái gì vô họng con tôi à? Cũng khó mà thôi, đừng có vắt, đừng có vắt chanh vắt gì đó, tại nó sạc thêm rồi, tại nó không thể nhanh rồi vậy được. Thì cái lau mát là mình cũng phải hình dung nó có nhiều cái điểm mà phụ huynh người ta sai lầm, người ta sai lầm nó cố gắng lau. Và thường thường mà nó đang giật á thì nhét hậu môn và chỉ có lâu thôi chứ không làm sao khác được.
Cái thứ hai muốn chia sẻ với chị là thuốc uống á là nó hấp thu tốt hơn là thuốc nhét. Mình đừng có tưởng là nhét là nó nhanh nha, uống là nhanh hơn. Cái thứ hai á, thuốc uống á nó rất là khó tính liều, đúng không? Ví dụ nó 9 kg đi, 8 kg đi, nhét viên 80 cũng được, mà 8,5 kg nhét viên 80 được, nhưng mà nhét viên 150 cũng được. Nói gì đâu, mình chỉ có 2 viên đó thôi, 80, 150 thôi. Mình muốn nhét 90 tới 120 không biết cái gì đi nhét hết, 90 tới 130 không biết cái gì đi nhét hết. Đó, thành ra nếu mà mình cảm thấy là uống được thì uống nha. Còn khi mình nhét mình phải tính toán liều, nó khó lắm. Nhưng mà nó đang dịch thì không có cách nào khác, phải nhét thôi. Thì nói liên quan hồi nãy giờ đó thì nó là bệnh sử bàn rồi nha. Xét nghiệm thì nếu trong 48 tiếng đầu á thì cũng là bạch cầu thôi nha. Mà khuynh hướng bạch cầu thì mình để tìm sốt xuất huyết thôi, chứ còn bạch cầu cao mà cao lắm kìa mới gọi là nhiễm trùng. Chứ còn nó khoảng tầm 10 ngày 13 ngày thì nó cũng rất là khó nói. Thành ra khi mình xét nghiệm cho em bé sốt á thì nó cao lắm kìa, bạch cầu cao lắm kìa mới tính. Chứ còn rõ ràng thực tế là có những đứa lúc đầu thì mình thử nó cũng 10 ngàn, nhưng mà 2-3 ngày sau tự nhiên tuột xuống. Nó thành là sốt xuất huyết. Cái này bác sĩ Tuấn thì chắc làm sốt xuất huyết hồi xưa biết rồi ha. Có đứa vô cũng phản ngon lành lắm, bạch cầu tiểu cầu bình thường nha, không sốt xuất huyết nha, cuối cùng vô nó cũng chửi mình luôn đó. Rồi cái quan trọng nữa là khám và tái khám thôi, không có làm sao khác được. Có một số bác sĩ đó thì rất là cứng nhắc, rất là cứng nhắc, cứ trong sách nói là khám mỗi ngày, mình không hiểu được cái khó khăn của người ta. Nếu mình đặt thêm một câu hỏi là nếu có gì thì khám mỗi ngày, nếu không có gì thì khám mỗi 2 ngày, nếu không có gì nữa thì khám 3 ngày, mới là một bác sĩ mà mình đặt cái thuận lợi cho bệnh nhân. Chứ còn mình cứ theo lý thuyết thần phụ cứ ngày hôm nay khám lại, ngày mai khám lại qua, trong khi bệnh nhân họ có khả năng theo dõi để con người ta ở lại nhà một ngày muốn người khám. Ví dụ trong sốt xuất huyết cũng như tao chuyên miệng vậy đó, hay người ta dặn là người ta cũng có cái yếu tố nguy cơ, mình nhắm bệnh nhân nào mà họ khờ quá đó thì mình mới dặn lâu một chút, lanh dặn nhanh một chút, mình cũng mở cho người ta con đường là đi khám hay không đi khám. Thì xét nghiệm á thì phần lớn con nít sốt á 2 ngày đầu là không có xét nghiệm gì cho nó mệt đó. Tôi làm phòng mạch 2 mấy năm mà tôi chưa bao giờ xét nghiệm máu, cũng không xét nghiệm nước tiểu luôn, cũng không chụp hình phổi luôn, tại vì nó xét nghiệm xong nó quay lại nó còn hành mình thêm nữa, đúng không? Ta mình dặn cho kỹ cho họ một cái sự chọn lựa. Có nhiều người nói tôi là khám đông nhưng mà sao dặn nổi, tôi dặn hết á, dặn hết á. Thì cái quan trọng là mình dặn thôi, đa số là không cần xét nghiệm đâu. Nói đây thì nó cũng đập cái nồi cơm của mấy cái phòng xét nghiệm, chứ nhưng mà đa số là chủ yếu là dựa vào lâm sàng. Thường thường á thì người ta xác định có cơ quan nhiễm trùng hay không thì người ta mới làm xét nghiệm, trong đó ví dụ siêu âm bụng hay là chụp cái siêu âm phổi gì đó, rồi có thể siêu vi hay không để sử dụng vào công thức máu, rồi có sốt xuất huyết hay không, nếu cần thì xét nghiệm lại. Loanh quanh có 3 cái đó thôi, loanh quanh có 3 cái đó thôi. Tôi nói chuyện với sinh viên Y6 thì tôi hay hỏi một câu là khi nào cần làm xét nghiệm. Nó không biết hỏi như vậy là gì, tôi trả lời câu là khi cần, đúng không? Mà cái chữ cần đó là nó giải thích ra không biết bao nhiêu cái tình huống mà mình phải làm. Không cần thì làm chi, nếu mình không có trong đầu mình một câu hỏi gì thêm thì đừng làm xét nghiệm. Nếu cái câu hỏi, cái xét nghiệm đó trả lời cho mình thêm 1-2 câu hỏi thì mình mới làm. Còn lâm sàng mình đã đủ trả lời hết câu hỏi rồi, có thể là lâm sàng, có thể là tái khám, lâm sàng lúc mình khám và khám lại, thì mình đừng có làm xét nghiệm làm gì, làm xong tốn tiền đào đít lấy máu đào tai thôi, chích thì mới đào đít. Còn trường hợp nặng hơn nữa đó thì chắc chắn là mình phải làm những cái này nhé, những cái này. Và thường thường cái nặng đó nó nằm ở cái chỗ là nhập viện không nhập viện. Chứ còn thường thường cái đứa mà mình quyết định điều trị ngoại trú rồi đó thì chỉ có sốt xuất huyết hay không sốt xuất huyết thôi. Tại sốt xuất huyết nó quá khó.
Không biết là bác sĩ Tuấn ở Ba Y hồi xưa đó thì có kinh nghiệm hay không, với tôi mà tôi thấy cái đứa nhỏ mà nó sốt mà người nó sung huyết là tôi sợ lắm. Đấy, bình thường tôi hỏi liền, hồi xưa giờ con bà nó có đỏ đỏ ửng ửng gì không? Đấy, bấm bấm vô cái tay nó cứ đỏ ửng ửng, có bị gì không? Nếu có là tôi nói thôi dặn dò cho kỹ, xác suất sốt xuất huyết nó cũng có, mà sốt xuất huyết thì tới bây giờ nó cũng nhiều dấu hỏi lắm, nó cũng vẫn còn chết. Rồi kháng sinh, kháng sinh đó thì thường thường á, thường thường kháng sinh thì đương nhiên là virus không xài rồi, nhưng mà ông nội ai biết virus hay không, đúng không? Bây giờ một cái người phản biện đó, em anh có chắc virus không mà không cho nó xài? Khó, rất là khó. Tuy nhiên trong đó nó cũng có những cái mẹo, ví dụ như là theo những cái hướng dẫn mà lớn á, thì con nít mà dưới 3 tuổi á, thì khả năng nó chưa ra giang hồ, thành ra nó có nhiễm siêu vi. Còn nó tầm 2-3 tuổi trở lên là nó đã tiếp xúc với siêu vi nhiều rồi, thành ra khó mà siêu vi mà giật nó dữ vậy, ngoài cái con số sốt huyết thôi. Thì mình hình dung là nếu cái họng hay là viêm hô hấp gì đó có khả năng là do vi trùng. Mà cái điều này không phải là tôi chế ra cái đó trong sách, nó là em bé mà trên 2-3 tuổi á, thì đừng có nghĩ siêu vi nhiều, mà em bé dưới 2 tuổi á, đặc biệt là nhỏ nhỏ đó, là khả năng là siêu vi nhiều. Thứ hai là nếu mà nó sốt mà nó kèm ho sổ mũi á, thì vỡ khả năng là CV nhiều nữa. Nó giống như là cảm cúm mà, ho sổ mũi thì khả năng là CV nhiều nữa. Rồi nó tiêu chảy mà không có máu, mà cái kiểu mà đau bụng ói nó cũng có khả năng là CV nữa. Thành ra mình phải tính toán tới mấy cái đó để mình quyết định kháng sinh hay không. Còn mà điều trị kháng sinh mò thì cũng được, nhưng mà đừng có loại dùng cái loại đại pháo. Dùng cái loại đại pháo làm chi? Đó. Còn thông thường mình thấy nhiễm trùng da, viêm họng mà mình thấy có mũ rõ ràng, rồi mình thấy thở nhanh, là cái này Tổ chức Thế giới nói, chứ không phải mình nói. Nó thở nhanh là có thể là siêu vi, nhưng mà người ta vẫn cho phép mình không thể chờ được, mà mình điều trị kháng sinh. Rồi tiêu đàm máu, trong tiêu đàm máu cũng có thể là siêu vi, nhưng mà Tổ chức Thế giới nói không thể mà xếp cái mạo hiểm đó được. Thành ra thở nhanh, tiêu đàm máu, họng mình khám mình thấy rõ ràng, mà em bé nó không, nó thuộc cái nhóm là lớn, tuổi lớn. Rồi ở da mình thấy rõ ràng nó nhọt da, sao mình không cho được, không cho mốt nó viêm mô tế bào tùm lum. Rồi mình xác định nó là do vi khuẩn thì mình cho bạch cầu trên 15.000 thì tương đối thôi. Thường thường trên 15.000 thì ta sợ, chứ còn khoảng 12-13.000 thì khoan đi, bình tĩnh chút, dặn kỹ chút. Đó, thì đó là cái vấn đề kháng sinh, là cái bữa bố thì nó cũng không có gì lạ. Nhiều khi mấy anh chị nói khó quá không biết khi nào kháng sinh, nhưng mà coi lại mình nghiệm lại thì thấy nó cũng chả có cái chiêu gì đặc biệt ở đây, chỉ có cái tuổi là quan trọng thôi. Rồi dặn dò làm sao thứ nhất là chăm sóc trẻ sốt, nếu có thì giờ thì dặn cho kỹ, chỉ cho người ta tất cả mọi nguy cơ về sốt, cho người ta mọi sự chọn lựa, mình không ép gì hết. Nếu mà con chị nhắm nguy cơ là chị uống thuốc, về lý thuyết là như vậy. Cho người ta, thông thường bác sĩ giải thích á, là bác sĩ theo ý mình trước chứ không có sòng phẳng. Giờ trong đầu tôi nói tôi là cái chuyên gia, tôi không muốn sốt là tôi sẽ giải thích cho không muốn sốt, đúng không? Còn nếu tôi là chuyên gia nói uống sốt sốt đi, tôi sẽ giải thích theo phương thức sốt. Tại cái cân nặng của mình á, mình nói cái nào ưu tiên, cái nào không ưu tiên, mình nói một hồi là nhìn nó nghe theo thôi. Cho nên mình cũng phải sòng phẳng, mình nói cho rõ hết mọi vấn đề rồi người ta chọn lựa. Và cái theo dõi á, khá là quan trọng. Và có một câu á, mình cũng phải chấp nhận thôi. Có nghĩa là phải chờ thôi. Không làm sao có thể biết được là hôm nay nó như thế này thì ngày mai nó như thế nào, không biết được. Và cái chờ đó nó không có lấy gì làm buồn, khi mà bệnh nhân nói cái ông này cũng chả hiểu thì bắt tôi chờ hoài. Ăn thua là cái nội lực, cái cách giải thích của mình để làm sao cho bà mẹ bà yên tâm là chờ, ông bác sĩ nào nói chờ là đúng. Tôi cũng rất là sòng phẳng, từ hồi trẻ tôi cũng nói như vậy, chứ không phải là bây giờ tôi có đủ kinh nghiệm mà có đủ uy tín là tôi mới nói vậy, không. Hồi nhỏ tôi cũng rất là sòng phẳng. Mà cuộc đời nó oái oăm ở chỗ là hồi nhỏ mình nói đúng á thì người ta không nghe, nhưng mình lớn mình nói lộn mà người ta nghe. Không phải mình nói sai, nhưng mà mình nói lộn, mình cố tình nói giỡn người ta vẫn nghe, nó oái oăm chỗ đó. Thành ra mình phải sòng phẳng với bệnh nhân là trước sau thì mình cũng lớn lên thôi, mình nhỏ thì muốn mình làm giỏi mình lớn thôi, vấn đề mình có chịu học hay không thôi. Thì mình chờ là cái này mình cũng phải sòng phẳng với bệnh nhân. Nó cho tới hiện nay thì tôi nghĩ nó là siêu vi.
Thành ra tôi nói đề nghị với chị là phải theo dõi mấy ngày. Nếu ngày mai nó sốt như vậy thì chọn lựa gì, ngày mai nó bớt sốt thì chọn ngựa gì, nó chọn cái gì. Trong đó chỉ có một cái chiêu xài được như hồi nãy tôi nói là phát ban thôi. Nhìn cái mặt nó, thấy nó cảm giác lừ đừ, và nó hai cái quần mí của nó đó, nó hơi thâm thâm mà nó sắp ra ban á, mình chỉ cần nói một câu thôi. Nếu mình còn trẻ đó, hay là mình chưa được bệnh nhân coi mình là cái người uy tín đó, thì mình nói như câu hồi nãy, nói là hồi nhỏ giờ nó ra ban chưa, thôi không trả lời, không hỏi thêm nữa. Tuy là bệnh nhân không, mình không biết bệnh nhân nghe không, nhưng mà khi ra ban là bà sẽ nhớ lại. Còn đối với tôi bây giờ là tôi sẽ nói một câu là có thể nó sắp ra ban, tại vì mình đủ cái niềm tin rồi, có thể nó sắp ra ban, vậy thôi, rất là sòng phẳng. Và có một tình huống nữa là có những em bé nó sốt rất là cao mà thóp nó phồng luôn, nó phồng lên luôn, rất sợ đúng không, mình sợ nó là viêm màng não gì, nhưng mà nó vẫn chơi, nó không ói gì hết, thì những đứa đó cũng là đứa sắp ra ban. Sắp ra ban á là thóp nó phồng rồi mà sốt dữ lắm. Và đặc biệt mấy anh chị nhớ là em bé mà sốt siêu vi mà sắp ra ban, nó cũng hành như là cái bệnh xuất huyết, nó đường đường lắm, khó chịu lắm, nhưng mà nó vừa mới ra ban một cái là nó tươi lại đây, tươi lại đây. Tôi hay nói một câu là bao bà nó tươi hơn đúng không, sau khi ra này tươi hơn không? Ví dụ như mình làm bây giờ, mình làm ở phòng mạch hay là mình làm ở phòng khám thường thì nguyên tắc á là nếu mà thân chủ của mình hay là người thân, người ta sẽ gọi điện thoại cho mình đúng không, dù ta nói là bây giờ bác ơi hôm qua 2-3 ngày nay khám con này nó sốt dữ lắm, mà sao bây giờ em thấy nó ra lắm, không biết là cái gì. Nếu mình không biết chắc trả lời cho bệnh nhân thì mình kêu quay lại tôi khám đi. Nhưng nếu mình biết chắc mà nói là bây giờ nó ra như vậy á, và có thấy nó tươi lên không, thì mình có thể giúp được bệnh nhân là không phải quay lại khám. Hoặc là ví dụ như là mình hỏi là nó có tiêu chảy chưa chẳng hạn, thì ra ban thì nó sẽ có tiêu phân hay loãng loãng. Cũng như là cái chuyện mà tôi chỉ vài chiêu là thí dụ như là mình thấy nó ban ha, cái mình nói nó có tiêu chảy đúng không? Chứ còn mình đừng có hỏi nó là có tiêu chảy không ha, mình phải nói là nó có tiêu chảy đúng không. Bà nói nó có tiêu chảy, chứng tỏ là sao, là ông bác sĩ này là ông biết tận đáy của cái bệnh này là nó có tiêu chảy đúng không. Còn nếu mình hỏi nó là con bà có tiêu chảy không, thì đương nhiên là nó con bà có tiêu chảy không, thì đương nhiên là cái câu nó câu rất là thông thường, nhưng mình nói là nó có tiêu chảy phải không. Nếu nó không tiêu chảy thì cũng chả là vấn đề gì, mà nó tiêu chảy nói ông bác sĩ này ông nắm mọi tường tận cái bệnh nhân này thế nào cũng có tiêu chảy. Tương tự vậy cũng giống như tay chân miệng thôi, tới ngày thứ mấy rồi đó tới khám mình nói là nó tiêu chảy chưa, tuy luôn đó tiêu chảy, ngày mai nó tiêu chảy, nó ủa bác sĩ nó hay dữ ta, ông biết tiêu chảy thành ra ông hỏi tiêu chảy chưa, là cái chuyện tiêu chảy là chuyện bình thường đó. Thì cách dặn dò mà cái cách nói chuyện và cái cách hẹn chờ đó, và mình cũng phải sòng phẳng với bệnh nhân ở cách nói chuyện thôi. Đó. Rồi để đương nhiên là cho bệnh nhân biết là khi nào tới khám liền, để khám ngay, không làm sao khác được, không làm sao khác được. Và cái khám ngay này thì nó có sách vở hết rồi, nó là dấu hiệu nguy hiểm thôi, hết rồi đó. Cảm ơn anh chị nha. Đúng giờ không? Bây giờ mình có giải lao hay là muốn hỏi trước hay là cho nó nóng hổi hay sao hả? Nếu mà còn giờ để người ta hỏi xong mình giải lao này, sau đó là giao cho chị Hiệp mà đá suốt trận luôn. Xin chào, cảm ơn phần trình bày rất cô động và rất xuất khổ thầy Trương Ngộ Thanh, và giúp cho chúng ta sau này khi mà tiếp cận với những trường hợp trẻ khóc sẽ tự tin hơn trong vị trí. Và bây giờ không biết là quý thầy cô, quý đồng nghiệp và các bạn sinh viên chúng ta có những thắc mắc, chúng ta có thể đặt câu hỏi cho thầy. Không biết là nãy giờ bác sĩ Khanh có đề cập đến cái vấn đề là bây giờ cái không biết là bệnh viện Nhi Đồng Một bây giờ xử trí đó, rồi trước đây mình hay giống mấy đứa trẻ để giảm sốt, nghĩa là mình dùng những cái la mát đó mà. Thì giờ nãy ông em có nói không, chị xin lỗi chị không có nghe, nhưng mà bây giờ Nhi Đồng Một xử trí làm sao, có la mát nữa hay không, có nhúng nhỏ vô trong cái chậu nước hay không, hay là không làm nữa? Cái này thì cũng được trao đổi khá là nhiều trong cái phần sốt. Thì nó có
có ba cái quan niệm mà mình cũng phải bàn với nhau. Thứ nhất là tắm, số 18 đi, đúng không? Mang như phòng số nước tắm đi. Sốt thì nhúng vô thao nước, hay là sốt thì lau mát, vậy thôi. Tuy nhiên theo ta tới hiện nay đó, chỉ quan niệm tắm và nhúng nước là ta bỏ rồi, ta không có làm nữa. Tại vì thứ nhất là đứa nhỏ nó rất là khó chịu. Mấy chị có từng sốt mà cảm thấy lạnh không? Có chứ. Mình dám tắm không ta? Dám tắm không? Dám vô phòng mở nước tắm không? Trong khi mình bắt nó tắm. Tại vì rõ ràng mình sốt mình thấy lạnh đó nha. Mà lúc đó mình có cảm giác là phải giữ ấm trước cái đã, rồi tính sau. Trong khi mình bắt nó như vậy, mà nước đó nước lạnh mà thậm chí còn tắm nước đá nữa. Thì thành ra, thành ra cái quan niệm đó là bây giờ là không có bàn nữa. Cái quan niệm thứ hai là hiện nay là lau mát. Cái lau mát đó đó, nó hình dung được là lau mát mà không cần uống thuốc và không cần lau mát luôn. Nghĩa quan niệm vậy đó. Quan niệm là cũng không cần uống thuốc và không lau mát là nếu đứa nhỏ nó tốt. Thì nãy mình đã bàn rồi, mình đã bàn là nếu em bé đó có nguy cơ co giật cho sốt, đã có tiền căn co giật sốt mà mình làm cái hạ sốt bằng phương pháp thuốc không hết thì phải làm phương pháp vật lý, chứ không nó giật. Cái câu trả lời thứ hai là gì? Mình không biết được đứa này có giật hay không, không biết đứa này có giật hay không. Có thể cái lần này là giật lần đầu của nó, thì mình cũng không thể nào trả lời cho được câu hỏi là thôi đừng lau đi, khi nào có giật cái tính, không cho lại con nó được. Tại vì thực tế là tụi tôi gặp rồi, tôi rất là sợ là cái chuyện là mới nói đó nha, con bà sốt vậy theo lý thuyết là đừng làm vậy đó, nó vẫn còn đang chơi, lăn đùng nó giật. Mà rõ ràng cái này mấy anh chị không biết khám ít hay nhiều, chứ tôi khám tôi từng thấy cái đứa nhỏ nó ngồi trên tay mẹ nó đó, mình vừa mới nói chuyện là nó giật, vẫn đang nói chuyện mà nói chuyện nó giật. Rồi sau đó mình giỏi hơn, mình nhìn con mắt nó mình biết, biết là thôi lật đật đi nhét đít đi, nó sắp giật rồi. Nó cho nên bây giờ cái chuyện tắm với nhúng là bỏ rồi, còn chuyện lau mát là phải tùy tình huống chứ không thể nào cứng ngắc được. Và lau mát hồi nãy nhiệt độ mình nói rồi ha, nhiệt độ mình nói rồi, đó là cho tới hiện nay nó là như vậy. Có một cái cô, có một cái nhóm người Úc mà lúc đó tôi mới nghe qua nói là theo lý thuyết là bây giờ nó sốt đừng có làm gì hết, để im vậy, khỏi cần lao phải làm gì đó. Nhưng mà tôi không có hỏi, nhưng mà tôi hỏi đàn em á, nói bây giờ tôi đã từng thấy một đứa mà có thể nhiều người thấy mới nói đó là nó giật á, giờ mình trả lời làm sao với lại cái bà mẹ đó? Nếu bà mẹ nào mình cũng trả lời như vậy, đừng lau đừng làm gì hết, nó đang chơi mà. Thành ra cái đó là cái cách mình tính ha. Nếu mình giải thích được như vậy đó thì mình chỉ nên giải thích cho em bé dưới 39 độ thôi, hoặc là dưới 38 độ rưỡi thôi, chứ mà đừng có gom một đống vô là mình giải thích hết như vậy là mình chết. Vậy đó, đại khái là vậy. Nếu mấy chị nào còn hỏi gì nữa không? Khó đó. Sốt cao co giật đó thì người ta nghiên cứu, ý là em nói sốt cao co giật gì? Cơ chế gì? Cơ chế là nãy nói có chế rồi đó. Sốt cao co giật á là cái phản ứng thần kinh do nhiệt độ cơ thể tăng. Mà cái phản ứng thần kinh đó nó chỉ xuất hiện ở em bé từ 6 tháng tới 7 tuổi thôi. Và nó có yếu tố gia đình. Và nó có thể lặp lại, có nghĩa là đã bị một lần là nó bị nữa. Và cái đó thuộc về lý thuyết. Cho nên nếu mình thấy em bé mà dưới 6 tháng mà nó sốt có giật thì đừng có gán vô nó là sốt cao có giật. Mình phải lo mình đi tìm bệnh lý thần kinh trung ương, hoặc là nó có sốt mà nó kèm theo rối loạn điện giải hay gì đó, chứ mình đừng có nói này sốt cao có giật. Tuy nhiên có những đứa ví dụ nó chòm chèm khoảng chừng 5 tháng rưỡi, 5 tháng mấy nó cũng sốt co giật, nhưng mà cái điều đó mình không thể nào bỏ được. Cái thứ hai là ví dụ như có một đứa nhỏ đó là nó 7 tuổi, 8 tuổi mà nó vẫn giật chứ không phải là 7 tuổi. Tình huống nó có rồi thì mình phải hỏi lại coi là cái tiền căn sốt cao co giật do sốt của nó như thế nào.
nếu nó có tiền căn con giờ sốt thì có đứa 8 tuổi nó vẫn giật. Bởi vì sao? Nếu mình không hỏi cái đó thì mình sẽ đánh em bé nó vô gì? Bệnh lý não. Mình làm tùm lum hết. Đấy, mình làm tùm lum hết. Thì tội nó nhỏ. Tuy nhiên cái điều quan trọng nhất á là sau khi giật do sốt thì em bé nó phải tỉnh táo. Nếu nó có thay đổi chi giác ở mức độ nào đó mà mình không thể nào gán ghép với nó được. Sâu hơn nữa đó thì co giật cơ sốt á thì nó có chia ra thêm là co giật cơ sốt và thể phức tạp. Đó, thể phức tạp. Có nghĩa là nó giật rất là khó hết giật. Nó khó hết giật hơn là mấy đứa khác. Nó không đúng như lý thuyết là phải sốt nhanh và 39 độ mới giật. Đó. Sốt nhẹ nó cũng giật. Và nó rất dễ giật, nó giật nhiều lắm. Thì đứa nhỏ đó sau này người ta phải giám sát cái chuyện động kinh. Phải giám sát điện động kinh để mình can thiệp sớm chuyện động kinh. À, tuy là nó vẫn giật xong nó vẫn chơi nha, chứ không phải là nó có một cơn động kinh điển hình là giật xong bắt đầu nó phải ngủ một giấc té đá gì đó đại khái vậy đó, sườn mép nha. À, thì những đứa đó thì nó là cái nhóm mà co giật thể phức tạp thì chúng ta phải làm sâu hơn, có thể là nó động kinh. À, cái đó có đó. Nha, cho nên thí dụ như là nếu một em bé mà nó than phiền với mình á, nó sao bác ơi sao con em sao nó rất là dễ giật. Rất dễ giật mà sao mỗi lần nó giật do sốt là nó sống giật lâu quá bác ơi. À, thì mình nên đặt vấn đề em bé đó là nó thuộc cái nhóm là co giật thể phức tạp để mình cho em bé nó đi đo điện não. À, nhưng khi người ta phát hiện sớm người ta can thiệp sớm, tại vì như hồi nãy tôi nói giật nhiều, nó nói chứ nó giật nhiều cơn á là nó không muốn học bằng con ta đâu. À, nó là từ thủ tướng xuống bác sĩ là nói cho vui thôi, nó học bằng con ta đâu. À, đó. Rồi, có hỏi gì nữa không? Ủa nãy em hỏi sao giờ hỏi nhiều đây? Em xin phép hỏi thầy một câu là bệnh nhi đến sốt có thầy mà bị cái hợp đồng không? Hồi nãy thầy nói ngày một thì mình xác định coi như không có những cái chỉ định viêm nhiễm ở đâu hay không. Ví dụ bây giờ một cái hợp đồng đơn thuần thì nó cũng có thể là siêu vi, cũng có thể là vi trùng. Vậy thì lúc đó mình xử trí là mình quyết định dùng kháng sinh hay không dùng kháng sinh. Như hồi nãy tôi nói đó, một cái em bé mà trong textbook á, nó có bàn là nó làm nhiều nghiên cứu lắm nha, viêm họng do siêu vi hay là do virus, nó làm nhiều nghiên cứu lắm. Thì nó cũng tính theo tuổi, ha. Số 1 vẫn là tuổi, đứa nhỏ mà nó trên 2 tuổi 3 tuổi là đa số là do vi khuẩn, ha. Thứ hai là nó có mô tả cái hình ảnh viêm họng đó là do stress, ha. Nó có mô tả là có chấm sức huyết sao đó, ha. Và lẽ đương nhiên nếu mà nó viêm họng ngủ thì cũng phải stress. Và một cái kinh nghiệm nữa là cái này rõ ràng thôi nha, có nghĩa là vẻ mặt nhiễm trùng, cái điều đó là có nha. Mình phải nhìn cái vẻ mặt nó có vẻ toxic không, mà cái đó chỉ có nghề dạy nghề thôi nha. Hoặc là người ta có một cái mùi á, cái nhạy mùi á, mà có đó bình thường thôi. Bác sĩ có nhiều người ta ra 10 năm ta y chang à. À, có nhiều đứa ra 3 năm là nó khác liền. Người ta nó cũng phải có năng khiếu một chút chứ. Chắc được rồi ha. Dạ, cho em hỏi với thầy, trong lâm sàng có những bệnh nhân rất là dùng thuốc cũng liều rồi, nhưng mà chưa bây giờ, tức là mới dùng thuốc khoảng 1-2 tiếng mình sẽ sốt lại rồi. Trong thời gian này em có nghe những bệnh nhân là sốt không liên lạc đó, thầy đã biết cái đó. Sốt dòng du nạp là mình bí á. À, theo kinh nghiệm của tôi á, thì thứ nhất á là mình xài thuốc sốt phải đủ liều, cần thuốc đủ liều. Và như hồi nãy tôi nói á, uống là nó nhạy hơn là nhét. À, ví dụ người ta nói 10-15 á thì mình cũng xài 15. Ví dụ mình lần này mình thấy nó không dung nạp rồi ha, thì lần sau phải 15, chứ 10 hoài sao nó chịu được. À, và rõ ràng là có đứa nó hợp với paracetamol mà có đứa hợp với ibu, điều đó là điều khẳng định là có, rất là rõ. Có những đứa uống ibu vô nó khác này, có những đứa uống ibu vô nó cũng vậy, có những đứa uống bara nó cũng vậy, uống ibu vô nó lại khác. Đó. Còn sốt mà không dung nạp là do mình bí thôi. Đó. Thì lúc đó mình cũng phải điều chỉnh bằng những phương pháp vật lý, chứ không thể để bệnh nhân nó sốt cao liên tục được. Và thường thường nó có cái bệnh cảnh là mùa nóng, mà tôi thấy tôi để ý cũng 3-4 năm nay rồi, tức là mùa nóng, mùa rất nóng. Đó. Miền Nam là có hai mùa, một mùa nóng và mùa rất nóng.
Đó. Thì tới cái mùa rất nóng đó, đó là có những đứa nó tiêu chảy chút chút thôi, à, dư cân một chút nó sốt kia lắm, mà mấy đứa đó là có một cái tỷ lệ nhất định đó, cũng khá là nhiều đó, nó vô bệnh lý não do nhiễm trùng, à, thì thành ra mình phải đánh những đứa đó để mình dặn dò nó tốt hơn. Con chồng nó có dặn dò không dung nạp mà do mình bí thôi. Để đương nhiên là có em bé mình uống thuốc vô mình sao biết nó ngấm bao nhiêu được, mình đâu có biết được, à, do cơ thể nó ngấm thuốc rồi do cái loại thuốc thuốc bara của ai rồi loại viên hay loại gì bẻ ra hay không, chỉ biết ha. Ví dụ như mình nói bây giờ mình nói uống nửa gói là không chắc nửa gói đâu, à, nửa viên không chắc nửa viên đâu, viên nó có đều đâu, đó, viên không có ngấn, mà có ngấn đi nữa cũng chắc thì chắc đều, à, thì mình phải tính toán tới cái chuyện đó. Paracetamol thì xài liều cao lắm kìa nó mới tính chuyện của nó, xài nhiều lắm kìa. Rồi nó còn sau rồi tiếp đi. Dạ cho em hỏi là trong cái trường hợp mà sốt sau tiêm ngừa là ở trong cái đợt và tiêm chủng mở rộng á, thì thường khám sàng lọc và sau đó thì dặn là người nhà người mẹ là dặn dò là coi như nó sẽ có sốt, nhất là những cái tiêm mà nằm trong một, thì lúc đó thì thường hay dặn dò lau mát và cho uống thuốc hạ sốt. Như vậy là mình dặn dò lau mát uống thuốc hạ sốt có đúng hay không thầy? Cái thứ hai nữa là có những trường hợp bà mẹ thì coi như là ngăn chặn là hiện tượng sốt thì đưa con đi tiêm chủng thì lại cho uống thuốc hạ sốt trước, như vậy là uống thuốc hạ sốt trước có làm ảnh hưởng gì đến cái chất lượng của cái vaccine đó không thầy? Thứ nhất về vaccine thì tôi là cũng nghiên cứu vaccine từ hồi nhỏ, tại vì tôi nghĩ bác sĩ nhi nó có hai cái món là phải nghiên cứu thôi. Ngoài cái chuyên môn chính của mình, thứ nhất là sữa mẹ, thứ hai là chủng ngừa bác sĩ nhi á, nếu mình không biết hai cái đó thì nó không phải là bác sĩ nhi. Tuy mình làm bất cứ cái ngành nào, à, nhi khoa tổng quát cũng phải vậy. Về vaccine á, có những cái quan niệm sai lầm là thứ nhất á, là kháng sinh hạ sốt thuốc ho lung tung lang tang ảnh hưởng vaccine là không bao giờ có. Thuốc chả làm được gì vaccine, đúng không? Tại vaccine nó là gì, nó là một cái kháng nguyên hoặc là virus giảm động lực. Chỉ có vaccine tả uống á thì mới bàn chuyện uống kháng sinh vô nó ảnh hưởng, à, thành ra không có cái thuốc nào mà làm nó đổi vaccine, à, cho nên nhiều khi mình làm thực hành tiêm chủng á, mình làm cho bệnh nhân mất cơ hội chủng ngừa đi, à, chỉ có những người làm nhiễm thấy bệnh nhiễm nặng mới hiểu cơ hội chủng ngừa là như thế nào. À, nếu có dịp tôi sẽ chia sẻ với anh chị về vaccine cho anh chị nghe đó. Cho nên bây giờ có uống thuốc gì đi nữa thì vẫn chích ngừa bình thường, à, ngay cả uống corticoid mà phải liều cao thì người ta mới bàn tới cái chuyện. Và bàn cái chuyện là vậy nè, chích thuốc không có tác dụng chứ không phải là bị bệnh, không có tác dụng nó khác với lại là không được chích. Ví dụ như là con người ta bị bị chó dại cắn đi, đang uống corticoid có chích không? Phải chích chứ, tao đâu có chống dịch khi nào nó hại lại, còn không có tác dụng là nó khác, thành ra nó tùy cái ưu tiên. Rồi cái chuyện là bây giờ mình uống thuốc sốt trước hay là uống thuốc sau thì không uống thuốc sốt trước làm gì hết, à, tôi có từng bị hỏi câu đó thì tao nói vậy nè, thuốc uống ngấm rất nhanh, thuốc uống ngấm rất lành, chị hết sức bình tĩnh, à, không có đứa nào bây giờ nó ngấm, bây giờ mà chị uống thuốc bây giờ nó ngấm đồng hồ nó hết thuốc sao, đúng không? Nó tác dụng gì đâu, thuốc nó phải thải ra ngoài chứ, giờ uống thuốc trước rồi đi về nhà chích ngừa nó hết thuốc sao, nó thải ra chứ, con thuốc đâu nó ngầm trong người hoài, à, thành ra thứ hai là thuốc uống ngấm rất nhanh, thành ra không có gì vội vàng là phải uống thuốc hết, à. Còn lâu mát á, thường thường á uống cho rồi đi, tại nó thường thường nó có sốt là nó có đau á, đau lắm. Rồi khi nó chích ngừa xong á là mình phải, nó đau nữa đó là mình phải chườm mát cái chỗ chích á để bớt đau đi. Có một nghiên cứu, tuy nhiên tôi đọc tôi không tin, tôi đọc về cái số liệu với lại cái cách làm cũng không tin, có một bài thôi, sau đó không có bài nào hết, là uống thuốc hạ sốt vô có khả năng làm giảm tác dụng của vaccine, mà tôi không tin, chỉ có đúng một bài thôi, không tin. À, sốt nó hành chứ, đúng không? Hành con người ta khó chịu hay mồ, và cái chích ngừa đó là lặp đi lặp lại thì làm sao mà người ta chịu được, à,
vấn đề tiêm chủng nó quan trọng lắm á. Vấn đề tiêm chủng là cái độ bền á của chương trình tiêm chủng, chứ không phải là 1-2 ca đâu. Thành ra là mình không có khuyên bệnh nhân uống thuốc làm gì á, khi nào sốt mới uống. Khó chịu thì nếu mà uống thuốc sốt vô mà nó vẫn còn khó chịu thì trong thời gian chờ đợi phải lâu, tại chích ngừa có những đứa sốt cao lắm. Rồi hỏi gì nữa không? Ủa nãy không thấy hỏi, từ khi chị Hiệp hỏi rồi chị mở hàng bộ đắt ha. Chị mà đi ăn nhà hàng chắc người ta khoái lắm à. Dạ thưa thầy, là thầy cho em hỏi, em không biết là ở bên bệnh nhi á, thì khi mà em bé sốt cao thì em bé có bị lạnh run không thầy? Tại vì bên người lớn thì em thấy người ta sốt cao người ta có lạnh run, và khi người ta lạnh run á thì em không biết là cái biện pháp mà cho người ta đắp mền hoặc là tủy đèn nó có cần thiết hoặc là nó có đúng hay không, cho tới loại chuyện này thì mình có nên làm trong con nít sốt cao lạnh run còn nhiều hơn người lớn á. Và có thể là nó biểu hiện lạnh run trước khi sốt cao luôn, mình không biết á. Ví dụ mình cặp thủy mình thấy nó không sốt mà thôi, ủa sao đứa này nó run kỳ quá ta ha, kiểu run kỳ quá ta, mồ hôi sốt lên á. Thành ra con nít nó, tại vì biết sao, nó có thể, nếu mà người lớn người ta biết, người ta biết cảm giác nó, tôi mệt ha, tôi run mà tôi mệt tôi biết tôi sắp sốt, con nít nó không nói được. Thành ra nó sốt cao lạnh run còn nhiều hơn nữa. Và cái điều quan trọng là gì nè, mình đừng có thái cực một cái để giảm cái lạnh đó. Ví dụ mình ủ nó lại cũng không, mình trùm kín nó lại, mình nhúng nó xuống nước cũng không được. Nhưng mà mình để nó như vậy cho nó thoải mái, gió thổi lung tung lang tan cũng không được luôn. Thành ra thường thường á, theo tôi đó, thường thường tôi hay làm là nói nhiều quá anh hết pin. Tôi hay làm á là kêu mẹ nó đó, vừa lau vừa ôm đó, cái da của mình á, cái da của bà mẹ là một trong những cái mà nó hấp thu nhiệt tốt nhất đó. Nó lấy nhiệt của em bé đó ha, vừa lau vừa ôm nó lại để cho nó bình tĩnh lại ha. Rồi song song đó là mình phải nhắc thuốc, uống thuốc. Chứ còn bây giờ mình nói là không có được chùm nó lại, giật bây giờ thả ra lấu đi làm sao nó chịu nổi. Thì mình cũng vừa lâu vừa ôm nó, là từ từ nó hạ thuốc. Rồi gì hỏi nó không? Rồi qua cánh trái. Mở màn thì mở màn cho em nữa. Thầy cho hỏi này, cái theo cách bên trạm y tế xã chia với tiêm tiêm ngừa thì có, thì trong cái đợt tiêm ngừa ngày 23/6 thì cũng có một trường hợp là lâu cũng có một trường hợp trẻ bị co giật cái này, thì cái sự tiến tiến xã thì tụi em như thế nào, xem có nghĩa là chích xong nó giật hay là nó sốt nó giật? Thì chích xong khoảng về nhà tiếng hồ thì bà mẹ đưa cháu là trạm y tế thì có triệu chứng co giật Để có dịp thì tôi sẽ chia sẻ với chị cái chuyện chích ngừa và cái độ bền vững của vai trò của bác sĩ nhi khoa cũng như là bác sĩ thông thường á, trong cái bảo vệ cái độ bền vững của chương trình tiêm chủng mở rộng. Nếu mà nó mình chứng kiến nó giật á, nếu mình chứng kiến nó giật á thì là mình phải nằm nghiêng và hạ sốt, nếu là nó co giật thì sốt chứ không có cách nào khác. Còn nếu ở nhà họ nói giật rồi á mà tới mình không thấy gì đó thì mình phải khám lại trong đó cái mạch của nó là quan trọng, mạch của nó. Tại vì đa số những đứa mà phản ứng không mong muốn mà bất lợi nhiều của vaccine là thế nào mạch nó cũng nhanh. Mà mấy anh chị đừng có bắt mạch làm cái gì. Nên chị để cái ống nghe vô trong cái tim đó, để cái đó là nó nhanh lắm, chính xác lắm. Chứ còn mình ngồi bấm bấm, nhiều khi bà mẹ bà không biết ông này cũng làm cái gì, cũng nổ bùa hay gì. Thiệt á, cái tâm lý bà mẹ đúng không? Để cái tim như mình đếm mạch thì người ta yên tâm hơn. Và nếu nó đã từng co giật một lần á là không được chích nữa. Nhưng đó là co giật nha. Có những đứa thì dù nó sốt nó rung như nè, người nhà đâu biết là co giật. Thành ra mình phải hỏi nó, hỏi bà mẹ là phải mô tả lại cái giật đó cho mình. Nó phải giật theo nhịp như nè, chứ còn nó rung rung vậy phải, và lúc đó nó phải có vẻ mất chi giác. Chứ không phải nó rung rung mà nó vẫn linh hoạt ha, nó bắt đầu thì có thể là nó sốt, thì lúc đó mình phải cập thủy lại, mình đánh giá lại từ đầu. Chứ không có cách nào khác. Mà nhiều không? Thỉnh thoảng hả? Đúng rồi, khó đó.
trạm y tế xã là một cái áp lực lớn, lực lớn trong cái chương trình mở rộng, không ai chia sẻ. Uống chứ. Uống chứ. Uống chứ. À, tôi hay nói đùa đó là nó bị hành. Nó bị hành. Cho nên cái quan niệm khi chích ngừa của mình á, và nhân viên y tế mình dạy cho bà mẹ đó, mình truyền đạt cho mẹ thông tin là mình dạy sai đó. Mình cứ an thần phù là sốt mới uống. Mà mình không dặn đau cũng uống. Nha. Đau là gì? Lúc đó cái chân của nó không muốn nhúc nhích nữa, sờ cái chân thấy nó nóng, đụng vô người thấy nó khó chịu, nó cứ rên rỉ hoài. Và một trong những nguyên nhân mà để sai lầm mà khiến cho bà mẹ không hài lòng về chích ngừa là mình không dặn đâu cũng uống. Ví dụ nó gây nó khóc suốt đêm mà nó đau mà mình lại không biết, mình cứ nói là tác dụng phụ gì ghê gớm lắm, nếu mình cho nó uống thuốc giảm đau vô thì nó đã ngủ yên rồi. Mà con nít mình biết rồi ha, nó không ngủ được là nó ra nhiều chuyện lắm. Đó thì mình phải dặn bệnh nhân cho rõ là đau cũng phải uống thuốc chứ không phải là sốt không. Vậy thôi ha, cảm ơn mấy chị nha.